Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Hưng Yên là địa phương đầu tiên chốt thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2024. Lịch thi vào lớp 10 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024. So với năm học 2023-2024, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 của Hưng Yên giảm 2 môn. Một môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học hoặc sinh học, một môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý hoặc giáo dục công dân. Thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên làm 4 bài thi trong đó 3 bài thi chung cùng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên và một bài thi môn chuyên. Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi bài thi chuyên môn đó. Tại Ninh Bình, thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường trung học phổ thông với 3 bài thi toán, ngữ văn và bài thi thứ ba. Bài thi thứ ba được chọn một trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Bài thi thứ ba sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 3 năm 2024. Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến của tỉnh Ninh Bình cũng vào tháng 6 năm 2024. Số lượng và thời gian làm bài trong bài thi thứ ba giảm từ 90 phút xuống còn 60 phút. Như vậy, so với kế hoạch năm 2023, thời gian công bố môn thi sớm hơn 45 ngày, tiếng Anh cũng không còn trong danh sách môn bắt buộc mà chuyển sang nhóm lựa chọn. Tổng số môn thi cũng giảm 2 môn. Với kỳ tuyển sinh có sức nóng bậc nhất cả nước, nhiều ý kiến của học sinh, phụ huynh tại Hà Nội mong muốn giảm số lượng môn thi từ 4 môn xuống 3 môn để bớt áp lực. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã đề xuất phương án tuyển sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 thay vì xét tuyển như các năm trước đây. Phương án thi tuyển sẽ gồm 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Như vậy sau 11 năm xét tuyển vào lớp 10 Quảng Nam dự kiến chuyển qua thi tuyển từ năm học 2024-2025. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cách làm mới này sẽ hạn chế tiêu cực, đảm bảo được sự khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại học sinh. Tại Hà Nội, đến thời điểm này, cả giáo viên, phụ huynh và học sinh đều đang sốt ruột chờ phương án thi vào lớp 10 năm tới. Vấn đề được phụ huynh, học sinh quan tâm nhất là số môn thi và chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Lý do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không công bố sớm số môn thi lớp 10 vì nguy cơ học sinh chỉ tập trung vào môn thi mà bỏ bê các môn còn lại. Trong khi đó, kiến thức trung học cơ sở là cơ bản nền tảng nên đòi hỏi các em phải nắm chắc chắn mới học tốt ở bậc trung học phổ thông. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023-2024. Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo phương thức thi tuyển. Cùng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 theo định hướng đánh giá năng lực phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm ngoái, thành phố thực hiện phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên với 3 bài thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là sẽ không tuyển sinh lớp không chuyên trong hai chuyên là trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Kỳ thi được giữ ổn định như năm 2023 với 3 môn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút một môn, ngoại ngữ với thời gian làm bài là 90 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên, tích hợp với thời gian làm bài là 150 phút. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2024. Tương tự, nhiều tỉnh, thành phố cũng sẽ không tuyển sinh lớp không chuyên. Điều này được thực hiện theo thông tư 05 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc tuyển sinh lớp không chuyên trong trường chuyên chỉ được thực hiện hết năm học 2023-2024.